Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin Canada và Thế giới của kênh Culture Channel. Trong phần tin tức quốc tế sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Nghị sĩ Cộng hòa đề nghị bãi nhiệm chủ tịch Hạ viện McCarthy. Hai nghị sĩ Martgas ngày 2 tháng 10 thông báo đã đưa ra đề nghị bãi nhiệm nhằm phế truất chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy song chưa đề cử ứng viên cho chức vụ này. Hạ viện Mỹ sẽ phải bỏ phiếu về đề xuất cho ông Gas. Trong vòng 2 ngày, ông McCarthy cần ít nhất 218 phiếu ủng hộ trong số 435 hạ nghị sĩ để tiếp tục giữ chức. Đảng Cộng Hòa giữ thế đa số ở Hạ viện với 221 ghế trong khi đảng Dân Chủ giữ 212 ghế. Sau động thái của Gates, McCarthy đang đăng trên X dòng tweet ngắn gọn, tôi không ngán đâu. Sau khi Hạ viện Mỹ hôm 30 tháng 9 thông qua dự luật cấp ngân sách cho chính phủ Mỹ hoạt động thêm 45 ngày Ông Gates cùng các đảng viên Cộng hòa cực hữu bày tỏ tức giận do không có những điều khoản mà họ yêu cầu, trong đó có các giảm chi tiêu sâu. Gates ngày 1 tháng 10 tuyên bố ông tin rằng mình có đủ sự ủng hộ từ các đảng viên Cộng hòa nhằm phế truất chủ tịch Hạ viện McCarthy. Cách duy nhất để ông McCarthy tiếp tục là chủ tịch Hạ viện vào cuối tuần tới là phe dân chủ cứu nguy cho ông ấy. Ông Gates từng bỏ phiếu chống đối với ông McCarthy trong cuộc bầu cử Chủ tịch Hạ viện Mỹ vào hồi tháng 1, ông McCarthy giành chiến thắng sau 15 vòng bỏ phiếu với những bộ là thay đổi quy tắc để cho phép bất cứ hạ nghị sĩ nào cũng được kêu gọi cuộc bỏ phiếu bãi nhiệm chủ tịch Hạ viện Mỹ. Công việc của chủ tịch Hạ viện là đặt ra chương trình nghị sự lập pháp của Hạ viện, kiểm soát nhiệm vụ của các ủy ban, ấn định lịch bỏ phiếu và làm việc. Chủ tịch Hạ viện Mỹ là người đứng thứ hai trong danh sách kế nhiệm chức vụ tổng thống sau phó tổng thống. Chưa người nào giữ vị trí này trong lịch sử mất chức. Mỹ gửi thông điệp cứng rắn tới Putin, thư ký báo chí tòa Bạch ốc Karin Jean Pierre tuyên bố Mỹ sẽ không để Nga vượt mặt những nước phương Tây ủng hộ Ukraine. Theo hãng tin RT, phát biểu trong cuộc họp báo hôm 2 tháng 10, bà Jean Pierre khẳng định Mỹ và các đồng minh sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Bà cũng phủ nhận thông tin sự ủng hộ các quốc gia phương Tây dành cho Ukraine đang suy yếu. Có một liên minh quốc tế rất mạnh đằng sau Ukraine, và nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng ông ấy có thể vượt mặt chúng tôi, ông ấy đã nhầm, ông ấy đã sai, bà Jean Pierre nói. Cũng theo thư ký báo chí tòa Bạch Ốc, một gói viện trợ khác sẽ sớm được chuyển cho Ukraine, tuy nhiên thông tin chi tiết về tiến trình chuyển giao cũng như nội dung của khoản hỗ trợ quân sự sắp tới không được tiết lộ. Tuyên bố của bà Jean Pierre được đưa ra sau hai ngày Quốc hội thông qua dự luật được thiết kế để cho phép chính phủ Mỹ tiếp tục hoạt động sau tháng 9 và tránh bị đóng cửa. Tuy nhiên, dự luật này không bao gồm bất kỳ khoản viện trợ nào cho Kiev. Bà Trinpia cũng đã hối thúc Quốc hội Mỹ cần hành động nhanh chóng. Cũng trong ngày 2 tháng 10, Ngũ Giác Đài cảnh báo các hạn chế về ngân sách có thể ảnh hưởng đến khả năng Mỹ cung cấp viện trợ cho Kiev và bổ sung vào kho vũ khí của Mỹ. Nếu các yêu cầu tài trợ không được đáp ứng, Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ buộc phải hạn chế cung cấp cho Ukraine. Hồi tháng 9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng từng nói với lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer rằng Kiev có thể bị thua nếu không nhận được các khoản viện trợ kịp thời. Mỹ, Anh nguy cơ cạn nguồn viện trợ vũ khí cho Ukraine Wall Street Journal ngày 3 tháng 10 dẫn lời các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Ngân sách dùng để hỗ trợ quân sự và an ninh cho Ukraine còn khoảng 5,2 tỷ đô la Mỹ mà chưa có khoản bổ sung. Mức này tương đương giá trị số vũ khí mà chính quyền Tổng thống Joe Biden chuyển giao cho Kiev trong 6 tháng qua. Tuy nhiên, các quan chức lầu năm góp cho hay, với tốc độ chuyển giao vũ khí phục vụ chiến dịch phản công của Kiev như hiện nay, họ chỉ có thể tiếp tục viện trợ cho Kiev thêm vài tháng nữa. Thông tin được công bố trong bối cảnh Quốc hội Mỹ hôm 30 tháng 9, thông qua dự luật chi tiêu ngắn hạn nhằm ngăn chính phủ đóng cửa, song không bao gồm các khoản viện trợ mới cho Ukraine. Michael McCord, quan chức phụ trách vấn đề ngân sách của Bộ Quốc phòng Mỹ, cho biết ngân sách dành cho sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine, chương trình dài hạn của Lầu Năm Góc, nhằm giúp quân đội Ukraine tương thích tốt hơn với NATO cũng đã cạn kiệt. Nếu không có ngân sách bổ sung, chúng tôi sẽ phải trì hoãn hoặc cắt giảm hỗ trợ vốn để đáp ứng các nhu cầu cấp bách của Ukraine như hệ thống phòng không và đạn dược trong bối cảnh Nga chuẩn bị mở chiến dịch tấn công vào mùa đông và đang tiếp tục không kích các thành phố Ukraine, ông Macron nói. Trong khi đó, một nguồn tin quân sự cấp cao ngày 2 tháng 10 cảnh báo Bộ Quốc phòng Anh cũng đã cạn sạch nguồn dự trữ vũ khí phòng không cùng đạn pháo để chuyển giao cho Ukraine. Anh đã chuyển cho Ukraine tất cả những gì có thể cung cấp, quan chức này nói. Chúng tôi khuyến khích các quốc gia khác cung cấp thêm tiền và vũ khí cho Kiev. Một chỉ huy quân đội Anh cho hay họ không thể chuyển giao tiếp vũ khí cho Ukraine bởi chúng tôi cần những chiếc Challenger 2 để nâng cấp thành Challenger 3, cho đi một xe tăng, đồng nghĩa chúng tôi thiếu đi một chiếc, sĩ quan này nói. Mỹ và Anh là những bên ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất từ khi nước này bị Nga xâm lược. Tổng thống Macron thừa nhận Pháp đang thiếu an toàn trả lời kênh truyền hình France 3 trong chuyến công du địa phương ở phía Tây Nam nước Pháp, tổng thống Pháp Emmanuel Macron thừa nhận nước Pháp đang phải đối mặt với tình trạng ngày càng mất trật tự và thiếu an toàn do sự thiếu hụt về lực lượng an ninh. Ông Macron nhấn mạnh xu hướng gia tăng tình trạng tội phạm, bạo lực và các đường dây buôn bán chất cấm diễn ra không chỉ ở các đô thị lớn mà đang lan rộng ra tại các địa phương bao gồm cả thành phố vừa và nhỏ. Năm 2022 Tỷ lệ tội phạm trung bình tại Pháp là 0,13 trường hợp trên 1.000 dân. Tỷ lệ này đặc biệt cao gấp 3 lần tại các đô thị lớn từ 100.000 đến 200.000 dân. Người đứng đầu nước Pháp tuyên bố sẽ thành lập thêm 238 lữ đoàn hiến binh mới từ nay đến năm 2027, thời điểm ông Macron sẽ kết thúc nhiệm kỳ và lực lượng này sẽ được bố trí tăng cường nhất tại các vùng nông thôn và ngoại ô ở các đô thị lớn. Nhiều người Pháp sống ở những làng quê nhỏ, và nhiều nơi khác nói rằng họ không còn nhìn thấy lực lượng hiến binh. Nước Pháp đang ở trong tình trạng thiếu an toàn vì thiếu lực lượng an ninh, nhất là tại những vùng nông thôn và vấn đề sẽ phải được chấn chỉnh lại. Khoảng 3.500 hiến binh sẽ được bổ sung trong những năm tới. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng cho biết, luật chương trình an ninh quốc gia của Pháp đã dành khoảng 15 tỷ euro cho vấn đề hướng nghiệp, tuyển dụng và đào tạo để tăng gấp đôi lực lượng an ninh, cảnh sát và hiến binh trong 10 năm tới. Đây được coi là sự tăng cường nhân sự an ninh lớn chưa từng có và là sự đảo chiều trong chính sách an ninh nội địa của Pháp. Trong giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2016, Pháp đã giải tán khoảng 500 đơn vị hiến binh. Nhiều nhà phân tích cũng nhận định việc tuyển dụng thêm lực lượng an ninh và rải đều về các địa phương phù hợp với các chủ trương trong chính sách nhập cư mới của Pháp là muốn đưa người nhập cư về địa phương để giải tỏa bớt áp lực về an ninh, kinh tế và xã hội cho các thành phố lớn. Trung Quốc ban bố cảnh báo vàng đối với cơn bão Khoi -nu. Ngày 3 tháng 10, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc NMC đã đưa ra cảnh báo vàng đối với cơn bão Khoi Nu. Cảnh báo vàng là mức cảnh báo nghiêm trọng thứ ba trong hệ thống cảnh báo bão gồm 4 cấp của nước này. Theo cơ quan trên, Khoi Nu sẽ là cơn bão thứ 14 trong năm nay đổ bộ vào Trung Quốc, dự báo sẽ gây ra mưa to và gió lớn tại các địa phương ở phía Nam và Đông. NMC cho biết, đến sáng ngày 3 tháng 10, bão Khoi ở vị trí 20,2 độ Vĩ Bắc và 125,2 độ Kinh Đông dự kiến sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ từ 10 đến 15 km h Bão dự báo đổ bộ dọc theo các vùng duyên hải xung quanh Đài Loan hoặc có thể đi qua Đài Loan với cường độ giảm dần từ tối 4 tháng 10 đến sáng 5 tháng 10. Cơ quan chức năng kêu gọi chính quyền các địa phương trên đường đi của bão sẵn sàng các biện pháp ứng phó khẩn cấp, duy trì cảnh giác cao độ về lũ lụt và thảm họa địa chất có thể xảy ra. Singapore bắt tin đồn triệt phá vụ rửa tiền 2 tỷ đô la vì áp lực từ Trung Quốc. Hãng tin Reuters ngày 3 tháng 10 dẫn lời bộ trưởng thứ hai Bộ Nội vụ Singapore, bà Josephine Teo khẳng định tin đồn nước này phá đường dây rửa tiền quốc tế do áp lực từ chính quyền Trung Quốc là hoàn toàn sai sự thật. Hồi tháng 8 năm 2023, cảnh sát Singapore tuyên bố đã phá nghi án rửa tiền quốc tế, bắt giữ 10 người nước ngoài. Trong cuộc đột kích vào giữa tháng 8, các nhà chức trách đã thu giữ nhiều thỏi vàng, túi hiệu, trang sức, xe sang. Đây là một trong những chuyên án phòng chống rửa tiền lớn nhất của quốc đảo này. Bộ trưởng Josephine Tell thông báo tổng tài sản bị tịch thu trong vụ án này đã lên đến 2,8 tỷ đô la Singapore, tương đương 2 tỷ đô la Mỹ. Bà cho biết các hoạt động rửa tiền này đã nằm trong tầm ngắm của cảnh sát kể từ năm 2021, sau khi các tổ chức tài chính nộp báo cáo về các giao dịch đáng ngờ. Các hoạt động bắt giữ và tịch thu tài sản liên quan có thể còn tiếp diễn. Hồi tháng 9, báo Straits Times chỉ ra rằng 9 trên 10 nghi phạm bị bắt giữ trong vụ việc là người gốc Trung Quốc và mới được cấp quốc tịch Campuchia trong khoảng thời gian từ tháng 8 năm 2018 đến tháng 3 năm 2021. 9 nghi phạm này bị nghi ngờ có liên kết với các công ty ở Campuchia. Singapore có luật phòng chống rửa tiền hết sức nghiêm ngặt với mức phạt tù lên tới 10 năm. Bộ trưởng Theo cho biết chính phủ Singapore sẽ thành lập một hội đồng liên bộ để xem xét cơ chế chống rửa tiền. Trung Quốc là thị trường tiêu thụ lớn nhất tôm hùm của Việt Nam. Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam dẫn số liệu của Hải quan Trung Quốc, 7 tháng đầu năm nay nhập khẩu tôm hùm của Trung Quốc đạt 32.358 tấn, trị giá trên 962 triệu đô la Mỹ, tăng 19% về khối lượng và 1% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Các nguồn cung tôm hùm lớn nhất cho Trung Quốc gồm Canada, Mỹ, New Zealand, Cuba, Ấn Độ, Brazil, Mexico. Việt Nam đứng thứ 14 về cung cấp tôm hùm cho Trung Quốc, chiếm thị phần nhỏ 1% các sản phẩm tôm hùm của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc gồm tôm hùm đá, tôm hùm bông, tôm hùm xanh tươi sống. Hiện nay, việc tiêu thụ tôm hùm chủ yếu xuất sang thị trường Trung Quốc theo đường tiểu ngạch, người nuôi tôm hùm luôn gặp nhiều rủi ro khi giá cả lên xuống thất thường, bị thương lái ép giá. Trong khi đó, xuất khẩu tiểu ngạch ngày càng eo hẹp dần khi Trung Quốc đang dần áp dụng những điều kiện nghiêm ngặt về nhập khẩu các mặt hàng, nông, lâm, thủy sản nước ngoài để đảm bảo thuận lợi trong tương lai. Việc đưa tôm hùm xuất khẩu chính ngạch là rất cần thiết. Muốn vậy, việc cấp thiết là tạo liên kết sản xuất vô mua xuất khẩu tôm hùm gắn với truy xuất nguồn gốc. Trước đó, năm 2021, thị trường tôm hùm Trung Quốc gần như đóng băng vì dịch bệnh COVID-19, nên năm 2022, Nguồn cung sụt giảm khiến thị trường này đẩy mạnh nhập khẩu phục vụ tiêu thụ trong nước và chế biến xuất khẩu. Cụ thể, năm 2021, xuất khẩu tông hùm Việt Nam sang Trung Quốc đạt 31 triệu đô la Mỹ, giảm 80% so với năm 2020 do tác động của dịch COVID-19. Ngoài ra, Trung Quốc triển khai chính sách Zero COVID khiến nhiều nhà máy tại nước này phải đóng cửa và sản xuất đình đốn. Năm 2022, xuất khẩu tôm hùm Việt Nam sang Trung Quốc đạt trên 257 triệu đô la Mỹ, tăng 8,3 lần so với năm 2021. Xuất khẩu tôm hùm Việt Nam sang Trung Quốc năm 2022 tăng mạnh nhờ nhu cầu tiêu dùng của Trung Quốc tăng cao do một vài năm trước đó, thị trường Trung Quốc đóng cửa do đại dịch Covid. Người Mỹ thu nhập trung bình khó mua nổi nhà. Nghiên cứu của hãng dữ liệu bất động sản Atom tiến hành tại 575 hạt ở Mỹ cho biết 99% các nơi này có giá nhà mà người Mỹ thu nhập trung bình, tức là kiếm được 71.214 đô la Mỹ một năm không đủ khả năng để chi trả. Nghiên cứu đại diện cho tổng cộng 3.143 hạt tại 50 bang của Mỹ. Atom định nghĩa không đủ khả năng chi trả là phải dành hơn 28% thu nhập hàng năm để trả tiền nhà bao gồm tiền thanh toán khoản vay, bảo hiểm chủ sở hữu nhà và thuế bất động sản. Các chuyên gia chỉ ra một số nguyên nhân làm giá nhà ở Mỹ liên tục leo thang, khiến chúng nằm ngoài tầm với người thu nhập trung bình. Cụ thể, lãi vay mua nhà hiện đã lên tới 7% một năm, tức là người mua phải trả tiền thêm hàng trăm đô la mỗi tháng so với trước. Cùng với đó, những người đã mua nhà trong thời kỳ lãi suất cực thấp không muốn bán nhà để mua lại căn mới với lãi vay cao hơn nhiều do đó nguồn cung nhà ở hiện ngày càng khan hiếm đẩy giá lên cao. Theo Hiệp hội Địa ốc Quốc gia, tính đến tháng 8, giá nhà hiện hữu trung bình trên toàn quốc là 407.100 đô la Mỹ, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2022. Lãi vay mua nhà trung bình thời hạn 30 năm là 7,19% mỗi năm, tăng từ mức 6,48% vào đầu năm 2023. Fairweather cho biết giá nhà sẽ vẫn ở mức không thể chấp nhận được, chừng nào lãi suất tiếp tục tăng. Hơn 1.000 người chết, Bangladesh đối mặt dịch xuất xuất huyết nghiêm trọng nhất trong nước này. Số người chết vì sốt xuất huyết ở Bangladesh năm nay đã vượt mức 1.000, cao nhất kể từ khi căn bệnh do mũi gây ra lần đầu bùng phát dịch tại quốc gia này vào năm 2000. Tổng cục Dịch vụ Y tế Bangladesh hôm 1 tháng 10 công bố dữ liệu cho thấy 1.006 người đã tử vong trong số hơn 200.000 ca xuất huyết được xác nhận ở đất nước Nam Á từ đầu năm 2023 đến nay. Cựu lãnh đạo cơ quan này cho hay số người chết vì sốt xuất huyết trong năm nay ở Bangladesh cao hơn mọi năm trước cộng lại tính từ năm 2000. Thống kê mới nhất cao hơn rất nhiều so với kỷ lục cũ được thiết lập vào năm 2022. Khi Bangladesh chỉ ghi nhận 281 ca tử vong vì sốt xuất huyết trong cả năm, trong các ca tử vong năm nay, 112 ca là trẻ em từ 15 tuổi trở xuống bao gồm trẻ sơ sinh. Bangladesh đã ghi nhận các trường hợp sốt dengue từ những năm 1960, nhưng đợt bùng phát dịch sốt xuất huyết thể nặng của bệnh có thể gây tử vong, đầu tiên được ghi nhận vào năm 2000. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã cảnh báo sốt xuất huyết và các bệnh khác do virus truyền nhiễm qua mũi gây ra như chikungunya, sốt vàng da và sốt zika đang lây lan nhanh hơn và xa hơn do biến đổi khí hậu. Các nhà khoa học cho rằng dịch số xuất huyết năm nay ở Bangladesh bùng phát do lượng mưa không đều và nhiệt độ cao hơn trong mùa mưa hàng năm đã tạo điều kiện sinh sản lý tưởng cho mũi. Người bận rộn không thể tập thể dục chỉ cần leo cầu thang quét nhà vẫn sống thọ. Nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí khoa học The Lancet Public Health đã phát hiện ngay cả những người không thể hoặc không có thời gian tập thể dục, chỉ cần leo cầu thang, quét nhà hay lau nhà nhanh là đã tăng khả năng sống thọ. Theo đó, các đợt tăng tốc trong công việc hàng ngày có thể giúp giảm nguy cơ đau tim đột quỵ và cả tử vong sớm. Nghiên cứu quốc tế do Đại học Sydney, Australia dẫn đầu, phối hợp với các nhà khoa học Anh, thực hiện đã sử dụng dữ liệu của 25.241 người từ 42 đến 78 tuổi, đeo thiết bị đo hoạt động thể chất. Các nhà nghiên cứu đã phân tích hình thức hoạt động thể chất ở những người không thể tập thể dục, được theo dõi trong gần 8 năm nhằm tìm hiểu độ dài và cường độ của các đợt tăng tốc trong công việc hàng ngày tác động thế nào đến sức khỏe. Các tác giả nhận thấy 97% các hoạt động thể chất của họ là từ những lần tăng tốc ngắn dưới 10 phút trong công việc hàng ngày. Kết quả đã phát hiện các lần tăng tốc ngắn dưới 10 phút trong công việc hàng ngày với cường độ vừa phải đến mạnh đã giúp giảm mạnh các biến cố tim mạch lớn như đau tim hoặc đột quỵ và tử vong sớm do mọi nguyên nhân. Đặc biệt cử động thật nhanh trong ít nhất 1 đến 3 phút mang lại lợi ích nhiều hơn đáng kể, giảm đến 29% nguy cơ so với các đợt tăng tốc ngắn dưới 1 phút. Và thời gian tăng tốc càng dài thì càng tốt. Những người tăng tốc đến mức phải thở gấp trong khoảng 15% thời gian của mỗi công việc, ví dụ như là cứ một phút làm một công việc nào đó thì tăng tốc làm thật nhanh trong 10 giây thì sẽ nhận được những lợi ích lớn nhất. Các lần tăng tốc trong ít hơn một phút cũng có lợi nếu chiếm 15% thời gian làm công việc đó. Mỹ điều tra hơn 70.000 xe của Ford Motor do lỗi động cơ. Ngày 2 tháng 10, Cơ quan An toàn Giao thông Đường Bộ Mỹ NHTSA thông báo đang mở rộng cuộc điều tra đối với 708.000 xe thể thao đa dụng và xe tải của Ford Motor do lỗi động cơ. Cơ quan này cho biết trong điều kiện lái xe bình thường, những phương tiện không có cảnh báo có thể bị mất nguồn điện do hỏng động cơ nghiêm trọng liên quan đến khả năng vang bị lỗi ở động cơ EcoBoost 2,7 lít và 3 lít. Các mẫu xe trong diện điều tra bao gồm Ford Bronco, Explorer F-150, Lincoln Navigator và Lincoln Nautilus đều thuộc đời 2021 và 2022. Cơ quan An toàn Giao thông Đường Bộ Mỹ bắt đầu đánh giá sơ bộ vào tháng 7 năm ngoái đối với 25.000 xe sau khi nhận được kiến nghị từ một số chủ sở hữu xe hơi của Ford Motor. Cơ quan này đã nhận được báo cáo về 328 khiếu nại của khách hàng và 487 yêu cầu bảo hành liên quan đến những mẫu xe đang bị điều tra. Theo cơ quan này, phân tích dữ liệu do Ford cung cấp cho thấy lỗi được cho là xuất hiện trên động cơ nano, bao gồm cả hai dạng động cơ EcoBoost 2,7 lít và 3 lít. Ford cho biết các van bị lỗi được sản xuất từ hợp kim có tên là SteelChrome Light có thể trở nên quá cứng và giòn nếu gặp nhiệt độ quá cao trong quá trình gia công bộ phận này. Cơ quan an toàn giao thông đường bộ Mỹ đang chuyển cuộc điều tra sang giai đoạn phân tích kỹ thuật, bước đi bắt buộc trong khi có thể yêu cầu thu hồi để sửa chữa. Đại diện của Ford cho biết hãng đang phối hợp với NHTSA trong cuộc điều tra. 10 loại thức uống giúp giảm cân. Kết hợp các gia vị thảo mộc như bạc hà, quế, thì là cùng với các loại quả như chanh, bưởi, lựu có thể tạo thành các loại thức uống hỗ trợ giảm béo. 50 đến 60% trọng lượng cơ thể là nước. Nước lọc không chứa calo, tăng cường trao đổi chất, giảm các cảm giác thèm ăn, góp phần giữ dáng. Ngoài nước lọc, một số công thức nước uống giảm cân đơn giản từ rau củ, quả, thảo mộc có thể hỗ trợ duy trì vóc dáng, giảm lượng mỡ thừa nước bưởi và bạc hà. Công thức nước uống tươi mát cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất. Quả bưởi có chứa phytochemical giúp giảm mỡ bụng. Lá bạc hà còn có khả năng giảm cảm giác thèm ăn. Vị ngọt thanh từ bưởi kết hợp với một chút cây mát từ bạc hà tạo nên thức uống ngon miệng. Nước chanh và hạt thì là Hạt thì là hỗ trợ đốt cháy calo bằng cách tăng tốc độ trao đổi chất và tiêu hóa. Nước chanh cung cấp polyphenol và hesperidin các dưỡng chất hòa tan chất béo có thể phòng ngừa béo phì. Vắt nửa quả chanh vào 230 đến 280 ml nước, cho thêm hạt thì là hoặc vài lát dưa chuột để tăng hương vị. Nước chanh Việt Quốc. Quả Việt Quốc chứa nhiều hợp chất thực vật có lợi, điển hình là anthocyanin. Chất chống oxy hóa này không chỉ kiểm soát cân nặng mà còn hạn chế nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, tim mạch nước bạc hà và dưa hấu, tác động tích cực đến quá trình đốt cháy chất béo trong cơ thể. Dưa hấu ít calo, nhiều nước và chất xơ tạo cảm giác no lâu, ăn ít hơn. Thêm vài lát dưa hấu cùng hai nhánh bạc hà vào cốc nước mát tạo nên nước giải khát tốt cho sức khỏe. Nước chanh, dâu và bạc hà. Bạc hà và chanh là sự kết hợp lành mạnh, thêm vài quả dâu tây còn tạo nên thức uống có lợi cho người muốn giảm cân. Dâu tây có chứa polyphenol có thể kiểm soát lượng đường trong máu, giảm cảm giác thèm ăn. Nước cam, lựu và quế. Quế có ích cho người muốn giữ dáng và giảm nguy cơ béo phì. Kết hợp loại thảo mộc này với lựu, cam hỗ trợ cho mục tiêu giảm cân của bạn. Nước bạc hà và quả mâm xôi. Quả mâm xôi ít calo, đường nhưng chứa nhiều chất chống oxy hóa, có liên quan đến việc giảm chất béo và độ nhạy insulin. Thêm bạc hà vào ly nước để có thêm hương vị và hơi thở thơm mát tự nhiên. Nước chanh cần tây dưa leo Loại đồ uống này làm dịu cân khác và thanh lọc cơ thể tự nhiên. Cần tây giàu kali giúp giảm đầy hơi. Dưa chuột và chanh đều có ít calo, ít làm tăng cân. Nước chanh hạt chia, hạt chia kết hợp với chanh tạo nên thức uống lành mạnh cho bữa sáng. Bạn chỉ cần cho một lượng hạt chia vừa đủ vào nước ấm, sau đó thêm chanh. Hạt chia nhiều chất xơ góp phần kiểm soát cân nặng. Nước gừng và mật ong, củ gừng có tác dụng giảm cân và chống viêm, mật ong có tính ngọt không chỉ làm dịu vị cay nóng của gừng mà còn kích thích các hormone ngăn chặn sự thèm ăn, hạn chế ăn quá nhiều. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Canada về thế giới của kênh Culture Channel. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Và quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký, chia sẻ và để lại bình luận ở phía dưới video để ủng hộ cho kênh và nhận được những thông tin cập nhật nhanh nhất mới nhất về tình hình Canada và thế giới. Xin chào và hẹn gặp lại!